bản thân của họ đã bị cách ly, họ không được gần gũi với gia đình trong một khoảng thời gian khá dài, hay nhiều khi bị anh em hay nói là bị bắt cóc bỏ vào trong đó, mình chưa có chuẩn bị gì hết một cách rõ ràng nữa, tự nhiên là vô trong cái khu cách ly. À, tất nhiên cũng có một số nơi họ có những cái kế hoạch trước, nhưng có một số người thì lỡ đùng cái là họ vô cái khu cách ly đó luôn, cho nên là cái sự chuẩn bị ngay từ đầu nó không có, cho nên là họ rất là hoang mang, cũng giống những người khác thôi, họ hoang mang. Trong cái tinh thần hoang mang đó, bây giờ thêm cái kỳ thị nữa thì nó giống như là đổ dầu vô lửa vậy đó. Đối với họ sẽ càng dễ bị hay dễ bị sang chấn hơn. Chào mừng các bạn đã đến với Chuyện Tâm Lý, một dự án phi lợi nhuận của Sài Gòn SciHub. Đây là kênh podcast mang đến cho các bạn kiến thức về khoa học tâm lý và đời sống một cách đơn giản và dễ hiểu. Mỗi tập sẽ là một chủ đề khác nhau và khách mời là những nhà chuyên môn đáng tin cậy. Và playlist của mùa 1 là Thế giới chúng ta những ngày Covid. Tôi là Đàn Bảo Châu, thạc sĩ ngành truyền thông quốc tế tại Unitec Institute of Technology, New Zealand và sẽ là người dẫn dắt tập này với nội dung nhân viên y tế, tâm tư và ngàn điều chưa nói. Chào các bạn, sau bao ngày thì bây giờ Châu đã có thể gặp lại các bạn tập số 3 vừa rồi với cái chủ đề về tâm lý và sức khỏe cho người cao tuổi do bạn Quỳnh dẫn dắt thì phải nói là vô cùng hấp dẫn luôn. Nên bây giờ với tập 4 này thì Châu cũng rất là hy vọng sẽ mang đến cho các bạn một cái nội dung đặc biệt không kém. Các bạn yêu thích tâm lý hãy thử lắng nghe để có một cái nhìn và cảm nhận khác hơn về cuộc sống xung quanh mình nhé. Chắc các bạn cũng đồng tình với mình rằng là tình hình Covid ở Việt Nam dường như đã hạ nhiệt đáng kể rồi, nhưng mà những cái hậu quả của dịch bệnh lên đời sống thì đang bộc lộ ngày càng rõ nét hơn. Ở những tập trước thì chúng ta đã được chuẩn bị tinh thần cho giai đoạn này, từ việc là cho con trẻ đi học lại và người lớn đi làm, đối mặt với những thay đổi ra sao và giảm thiểu những cái ảnh hưởng của Covid lên tâm lý của người cao tuổi như bố mẹ, ông bà của mình như thế nào. Tuy nhiên thì vẫn có một cái đối tượng chịu rất là nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh COVID nữa. Đó là những người mà chúng ta thường hay gọi là thiên thần áo trắng, đội ngũ, y bác sĩ, nhân viên y tế. Và chuyện tâm lý của ngày hôm nay muốn dành riêng một số để giúp cho mọi người hiểu hơn về đời sống nội tâm và những khó khăn tinh thần của nhân viên y tế trong cái mùa dịch vừa qua. Đây là món quà tri ân của SciHub đến các y bác sĩ, các anh chị điều dưỡng và cũng là lời nhắn nhủ của tụi mình đến cộng đồng rằng nhân viên y tế cũng rất cần được quan tâm và hỗ trợ về sức khỏe tinh thần. Càng giúp y bác sĩ có tâm lý thoải mái thì họ càng có khả năng làm tốt vai trò của mình hơn và quan tâm nhiều hơn, toàn diện hơn đến bệnh nhân. Xin giới thiệu đến các bạn khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay, đó là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Minh Mẫn. Thì bác sĩ Mẫn đã làm việc trong chuyên khoa thần kinh và tâm lý xã hội trị liệu với hơn 25 năm kinh nghiệm điều trị về thần kinh và có hơn 10 năm thực hành trị liệu tâm lý xã hội. Ngoài ra thì bác sĩ cũng là thạc sĩ tâm lý xã hội tại Đại học Mahidol của Thái Lan và Đại học Nebraska Lincoln tại Hoa Kỳ và hiện đang là trưởng đơn vị tâm lý lâm sàng của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ còn là thành viên Hội Tâm lý học Châu Á và Hội Sức khỏe Cộng đồng Hoa Kỳ. Wow, nghe profile của bác sĩ Mẫn xong thì các bạn có thấy hào hứng để mình bước vào cái buổi nói chuyện hôm nay không ạ? Dạ, thay mặt cho SciHub thì em cũng rất là cảm ơn bác sĩ, dù rất là bận rộn nhưng mà mình cũng đã sắp xếp thời gian để đến với lại cái buổi chia sẻ ngày hôm nay ạ. Xin kính chào Bảo Châu, kính chào tất cả các bạn. Dạ. Trước tiên thì em cũng có một câu hỏi mà rất là muốn hỏi bác sĩ là không biết là trong cái thời gian vừa qua thì với cái tình hình diễn biến của dịch COVID-19 như vậy thì nó có những cái ảnh hưởng gì đến đời sống, đến công việc của bác sĩ không ạ? Thật sự thì cái COVID-19 này thì nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người ở trên thế giới này, cho nên nó mới trở thành cái đại dịch. Thế thì ảnh hưởng đến toàn thể cái thế giới như vậy thì trong đó có nhân viên y tế. Cái ảnh hưởng đến nhân viên y tế chung á thì nó rất là rộng. Ví dụ như những người nhân viên y tế thì những người lãnh đạo của ngành y tế, lãnh đạo của đơn vị y tế, họ cũng có những cái ảnh hưởng khác nhau. Rồi những cái người bác sĩ trực tiếp, những người bác sĩ mà ở trong bệnh viện tiếp cận với bệnh nhân hay là ở ngoài bệnh viện, ở trong cái cộng đồng, rồi những bác sĩ mà của bệnh viện tư nhân và bệnh viện công, nó cũng đều khác nhau về mặt ảnh hưởng. Rồi bác sĩ ở vùng miền khác nhau nó cũng có những ảnh hưởng rất là khác nhau. Ở ngoài Bắc có những ảnh hưởng kiểu khác, ở miền trong Nam có ảnh hưởng kiểu khác.
rồi kể cả những nhân viên là điều dưỡng, rồi dược sĩ và những người khác, từ cái người lãnh đạo cao nhất của ngành cho đến những cái người nhân viên mà làm công tác chăm sóc mà rất là sát sao với lại cái người bệnh, ví dụ như người điều dưỡng, thì họ đều có cái stress, cái căng thẳng, không phải là chỉ với anh bác sĩ mà trực tiếp cái người điều dưỡng trực tiếp với người bệnh nhân mới là bị stress nhiều hơn, không chắc. Mình thấy là những người mà lãnh đạo cao nhất của ngành là mặt mày phờ phạc, mất ngủ, thế thì họ có những cái nỗi lo riêng của họ. Những người giám đốc mình tưởng là họ cũng không có lo lắng gì. Thực sự một cái người giám đốc của một bệnh viện tư ở trong cái đợt này 14 ngày mà không có thu nhập đó là bây giờ là nhân viên của họ nói sao? Chưa kể tiền ngân hàng là họ phải trả, rồi khi họ bị phá sản luôn, đóng cửa bệnh viện luôn, rồi họ bị stress. Thế thì cái dịch Covid-19 này nó ảnh hưởng đến cái đời sống chung hết như vậy, riêng cho nhân viên y tế, riêng bác sĩ thì nó cũng ảnh hưởng giống như những người khác thôi, tức là trên cái đời sống của họ là một, cái thứ hai nữa là ảnh hưởng về mặt sức khỏe. Mà nói đến sức khỏe thì bao gồm cả về mặt thể chất, tâm lý và xã hội thì nó đều bị ảnh hưởng nhất. Dạ, rất là cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ. Thì trước giờ thì em chỉ nghĩ là về cái công việc của người bác sĩ điều trị thôi. Nhưng mà khi mà bác sĩ chia sẻ thì mình cũng hiểu hơn là đây là một cái bức tranh rộng hơn, nó ảnh hưởng tới nhiều người hơn. Và thậm chí là nó có sự khác biệt giữa các vùng miền, các địa phương. Thì chính vì như vậy thì mình cũng thấy là cái ảnh hưởng nó không chỉ đơn giản là một cái dịch bệnh đối với một bác sĩ điều trị trực tiếp trong cái bệnh đó. Và đó cũng là lý do mà các bạn ở SciHub thì cũng đã đi tìm hiểu, cũng đã có thể phỏng vấn các bác sĩ, các nhân viên y tế có mặt tại các tuyến đầu về phòng chống dịch ở các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cũng như là các tỉnh thành khác nhau. Thì chắc là bây giờ thì cũng mời các bạn thính giả, các bạn có thể cùng với bác sĩ để nghe qua những cái chia sẻ của các y bác sĩ này nhé. Mình là bác sĩ làm việc ở khoa cấp cứu ở một viện tuyến đầu của Thành phố Hồ Chí Minh. Thì ở cái đợt dịch vừa rồi thì khoa mình là cái khoa gọi là khoa cái khoa đầu tiên tiếp nhận bệnh nhân, thì dĩ nhiên nó sẽ có sự thay đổi rất là lớn. Cái mà lớn nhất là thí dụ như bình thường tiếp nhận ở khoa là chỉ được dụ như 100% là tiếp nhận về chuyên môn. Thì bây giờ chỉ còn là 50-50, là 50% chuyên môn, 50% còn lại là tiếp nhận về mặt dịch tễ. Tức là như là tách thẳng một cái bộ phận ra để khẳng định là để rồi tiếp nhận trước là bệnh nhân có dịch tễ, có yếu tố dịch tễ gì không. Sau đó khi mà dịch tễ hồi màu an tâm mới được cho vào khoa. Đó là giống như là một cái, giống như là hai cái phần tiếp biệt với nhau luôn. Thành ra là khối lượng công việc giống như là mình được nhân đôi. Nhưng mà được cái là cái số lượng người về, số lượng bệnh nhân, số lượng về mặt số lượng thì nó là được giảm xuống. Bởi vì cái chính sách mà giãn cách xã hội của chính phủ, thành ra là số lượng mà bệnh nhân đến khám nó được giảm đi. Nên giảm tải cũng bớt được một phần. Còn phần mà cái phần ví dụ như một số bệnh nhân mình mà có yếu tố mà mình nghi ngờ mình không có loại trừ được, thì phải mình cái khoa thì có được chưng dụng một cái bỏ cái những cái phòng mà từ những cái khoa khám, những khoa khám bệnh, những khoa khám dịch vụ mà bệnh viện đã xem như là không hoạt động nữa trong thời gian mùa dịch, thành ra là chưng dụng những khu vực đó làm một khu vực cách ly riêng. Khi mà có bệnh nhân đến mà chưa loại trừ được cái COVID-19 thì sẽ vào cái khu đó trước. Sau đó loại trừ xong hết những bệnh nhân đó mới được chuyển về làm chuyên môn. Thành ra là nó có một cái thay đổi khá là lớn như vậy. Thì nhân viên y tế thì đó, thứ nhất là nó là một nhân đôi về công việc lên, và cái những người làm về mặt làm mặt dịch tễ, giống như họ giống như là bị tiếp nhận, giống như lính đạn bắn vào người, mà phải có sự phòng vệ trước. Và bây giờ nếu mà mình tiếp nhận thì giống như là mình, cái người mà tiếp nhận bệnh nhân đang chưa có loại trừ được về COVID á, giống như là mình nằm đó luôn, mình giống như mình ở chung với bệnh nhân luôn đến khi nào loại trừ xong. Tạo ra một cái tâm lý đó là như là âu, và trả cho bệnh nhân, cả người nhà bệnh nhân đến khám và cả nhân viên y tế luôn. Về cảm nhận của mình đó thì bởi vì
trước cái dịch, cái đợt dịch này á, nó có một chính phủ có một cái nghị định 100 về mặt về cái xử phạt và về an toàn giao thông lưu thông trên đường có nồng độ cồn á. Cái nghị định nó tác động rất lớn, giảm tải cái số lượng công việc thì làm rất là nhiều, tại vì cái số một hàng ngày một đến cái đến khám tại bệnh viện rất nhiều cái trường hợp bị tai nạn giao thông cần đến bệnh viện sau bởi vì có nồng độ cồn, và đặc biệt là trong tour trực từ đêm tới đi là rất nhiều luôn. Nhưng mà sau cái nghị định nó ra, thành ra là giảm tải được khá cái số lượng mà có tai nạn giao thông mà có nồng độ cồn đó. Nhưng mà thật cái tới cái Covid một phát là tự nhiên nó như là toàn bộ tâm trí, toàn bộ lực lượng của nước mình tập trung hết về đó rồi, là tự nhiên mọi người quên luôn cái nghị định đó rồi, thành ra nó lại trở lại là một cái gánh nặng thứ hai, giống như là vừa tiếp nhận người Covid giống như cái khoảng đêm lại trở lại dồn. Đây ngày thì ít thôi, ban ngày thì ok, mọi người có thể là 50 dịch tễ, 50 chuyên môn để làm rất là ok, nhưng mà khi ban đêm thì cái gánh nặng về cái vấn đề chấn thương rất là lớn. Với cái chia sẻ vừa rồi thì thật sự là em cũng thấy rất là ấn tượng với cái chia sẻ của bác sĩ, là khi mà tiếp nhận những cái bệnh nhân trong cái giai đoạn COVID-19 này thì nó cũng giống như là đạn bắn vào người mình. Cái điều đó cho thấy là với cái diễn biến của cái dịch này thì bác sĩ cũng phải đối mặt với rất là nhiều những cái xáo trộn. Thì không biết là bác sĩ nghĩ là đối với cái dịch bệnh này nó có thể tạo ra những cái áp lực, những cái căng thẳng nào về mặt tâm lý cho đội ngũ nhân viên y tế ạ? Và dịch COVID-19 này nó coi như là một cái stress rất là nặng, cũng đã có cả bác sĩ. Vì vậy cái stress rất nặng cho một cái người nhân viên y tế có nghĩa là họ bị mất cân bằng giữa cái nhu cầu và cái mức độ thỏa mãn của họ. Thế thì nói theo cái ngôn ngữ của tâm lý thì nhu cầu đó, mình nhìn bằng cái thuyết Maslow, họ sẽ bị ảnh hưởng về cái nhu cầu của họ theo năm cái cung bậc. Thứ nhất về cái cơ bản nhất của cuộc sống của họ, nó là cái nhu cầu về mặt sinh lý để họ có thể tồn tại được. Tức là họ có thể bị ảnh hưởng tới cái chuyện là ăn uống để mà sống, quần áo, đồ ăn mặc, vân vân, hay là nhà cửa, nhà phương tiện, nhà tất cả mọi thứ nó đều bị ảnh hưởng hết. Về ăn uống nó có bị ảnh hưởng không? Có, đặc biệt là những người tham gia trong trị liệu ở trong những khu vực có liên quan tới Covid thì thực sự là việc ăn uống của họ cũng rất khó khăn. Có những người ăn bị đói, thậm chí mình thấy là có những người là họ đi tiểu cũng không có thời gian đi tiểu được, cho nên là những cái mà rất là đơn giản cơ bản trong cuộc sống mà họ bị ảnh hưởng. Rồi khi mà cách ly, cái chuyện đi lại của họ nó cũng bất ổn. Như vậy thì về mặt cái cơ bản nhất của cái pháp nhu cầu là họ không có được giải quyết tốt, thì chắc chắn họ sẽ bị ảnh hưởng về mặt tinh thần của họ. Thứ hai, an toàn không? Thực sự họ là cái nơi mà tiếp giáp trực tiếp có thể gặp những ca mà dương tính, thì họ khi mà tiếp giáp với đó là họ sẽ trở thành F1. Và những người mà sát cánh với lại cái người bệnh nhân đó thì cái khả năng họ liên quan rất là lớn. Mình thấy như bệnh viện Bạch Mai cũng có hai bác sĩ mà cũng là nhân tính khi mà họ thao tác trên bệnh nhân, mặc dù là họ đã có những cái phương pháp phòng vệ rất là tốt. Và ví dụ như ở bên Vũ Hán chẳng hạn, mấy ngàn người nhân viên y tế tham gia vậy là họ bị dương tính, rồi thậm chí họ có những bác sĩ mà tốt. Vậy thì cái khả năng an toàn của họ cũng ổn, rồi họ được yêu thương hay là họ được thể hiện tình cảm của mình đây. Yêu thương thì họ yêu thương bệnh nhân, họ cũng được yêu thương. Nhưng mà phải nói rằng là những người mà càng ở trong những cái môi trường tiếp cận với bệnh nhân nhiều thì ở vào cái thời điểm dịch này đó, họ lại bị kỳ thị. Mọi người thấy cái ông bác sĩ đó đang điều trị ở cái khoa nhiễm hồi xưa rất là nổi tiếng, họ rất là yêu thương, họ rất là trọng vọng. Bây giờ nhìn thấy giống như là cái nơi mà sản xuất ra cái virus để mà lan truyền cái mầm bệnh trên những người khác, cho nên họ bị người ta rất là hoang sợ, tránh xa. Thậm chí họ đi về nhà họ cũng cảm thấy là những dân ở trong xóm nó hay dùng nó, không biết là ông này có bị dương tính rồi hay không. Cái tình cảm của họ nó rất là bất ổn, kể cả bà con thân thuộc bây giờ muốn đi thăm người ta cũng không được, người ta cũng cảm thấy là có sự kỳ thị và mình thể hiện tình cảm nó cũng không được. Rồi họ được tôn trọng hay không? Đầu tiên thì họ được tôn trọng, nhưng mà bây giờ có một cái sự giả lạnh đó, họ cảm thấy là họ bị kỳ thị, chắn là cũng không được tôn trọng nhất định. Và họ được tự do để làm cái điều của mình muốn hay không, mà thật sự là họ không tự do mà phải ở trong một cái luật truyền nhiễm, và mà nó phải ở trong một cái chương trình
kiểm soát của bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là cái bệnh mà nào giờ mình chưa biết nó một cách rõ ràng, nó mới quá đi, là COVID mới mà, cho nên là cái tự do để làm cái điều mình muốn thật sự là nó cũng không được. Như vậy xét về năm cái mặt hay là năm cái mặt của tháp, nhưng còn Maslow thì hầu như nhân viên y tế là đều đáp ứng. Dạ, rất là cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ một cách rất là có hệ thống, đơn giản, như là thật sự là đôi khi chúng ta đọc các phương tiện truyền thông thì họ chỉ nói về những người điều trị trực tiếp, nhưng mà khi mà bác sĩ nói thì mình nhìn thấy được cái ảnh hưởng đến từ cả những cái việc là ăn uống, những cái việc mà mình nghĩ là nó rất là cơ bản, nó không có không thể nào là gặp những khó khăn, nhưng mà thật sự là có những cái khó khăn, và nó đi dần dần lên đến những cái ảnh hưởng về mặt tâm lý có được tôn trọng hay không. Đôi khi thì chúng ta hay nghĩ là những cái áp lực đối với lại y bác sĩ, với nhân viên y tế là một cái việc rất là hiển nhiên. Khi mà mình đã bước vào ngành này thì mình sẽ phải đối mặt với những cái điều này. Tuy nhiên khi mà nghe bác sĩ chia sẻ thì thấy là những cái điều đó nó không bao giờ là đơn giản cả. Với tất cả những cái nhu cầu của một con người bình thường nhất thì đối với các y bác sĩ cũng là như vậy, và thậm chí nó còn nhiều thử thách hơn. Thật sự trong quá trình mà ban tổ chức làm việc thì cũng đã phỏng vấn các bác sĩ ở những cái nơi mà có nhiều bệnh nhân dương tính, hoặc là ở chính đồng nghiệp của các bác sĩ cũng đã bị bệnh. Thì những cái chia sẻ đó nó cũng rất là gần với những gì mà bác sĩ vừa chia sẻ về mặt tâm lý. Mời quý khán giả mình có thể nghe một cái chia sẻ của một bác sĩ về cái vấn đề này ạ. Trong đợt dịch này vừa rồi thì nhân viên y tế có rất nhiều thay đổi, đặc biệt là trong công việc, và cũng là cái quãng thời gian để mà nhân viên y tế chúng tôi nhìn nhận lại. Trước đây thì một cái thời gian mà chúng tôi gần như quay cuồng với công việc, và một ngày chúng tôi luôn luôn cảm thấy khác thời gian. Khi đến bệnh viện lúc khoảng 7 giờ sáng và gần như giờ bệnh viện lúc tối, có một số người thì 5 giờ, 6 giờ. Chúng tôi thường từ 7-8 giờ và gần như lúc nào cũng trong tình trạng này là hết việc thì mới về, quay cuồng trong công việc. Thì đến cái vụ dịch này thì chúng tôi gần như lắng lại, có thời gian để nhìn nhận lại những cái công việc đã qua, có thời gian để mà rút lại những cái kinh nghiệm. Nhưng ngược lại, nó cũng là một cái tác động ghê gớm, bởi vì thời gian trước dịch thì chúng tôi cũng chỉ làm bệnh nhân, cũng chỉ làm chuyên môn ở một cái quy mô rất là hẹp. Thì bây giờ chúng tôi lại chăm sóc bệnh nhân toàn diện. Trước đây thì một số đơn vị trong bệnh viện mới chăm sóc bệnh nhân toàn diện thôi, đó là khoa hồi sức tích cực, đó là một số đơn vị gây mê hồi sức, đó là một số cái đơn vị chăm sóc đặc biệt. Thế thì bây giờ tất cả các đơn vị trong bệnh viện chúng tôi thì cũng đều, nhân viên y tế đều là những người chăm sóc toàn diện cho người bệnh. Chúng tôi cho bệnh nhân ăn, chúng tôi cho bệnh nhân đi vệ sinh, thậm chí những bệnh nhân mà ốm yếu thì hỗ trợ tắm, và chúng tôi chăm sóc cùng cách ly cùng nhau và cùng chia sẻ cùng nhau. Và thậm chí là đến cái khi hết ổ dịch rồi thì những người bệnh người ta được về, người ta cũng không muốn về, bởi vì người ta cảm nhận thấy lúc đó là người ta mới có thời gian để người ta thấy là cái sự tận tụy của chúng tôi trong chăm sóc, và cái sức khỏe người ta, tinh thần người ta được nhân viên thấy chăm sóc thì người ta có tốt hơn rất nhiều. Thì chúng tôi cũng là trải qua một cái quãng thời gian cách ly như vậy, thì cũng là quãng thời gian để chúng tôi có thể học được rất nhiều cái mà đáng ra trước đây chúng tôi không được trải nghiệm, không được học tập. Thì bây giờ chúng tôi thực hành, chúng tôi làm. Đấy là quãng thời gian là sự thay đổi lớn trong chuyên môn. Đối với lại đời sống, đối với lại cái ảnh hưởng sức khỏe tâm thần thì thực sự đây là lần đầu tiên trong lịch sử. Có lẽ là không riêng gì cá nhân tôi, mà tất cả những nhân viên y tế tại cơ quan của tôi thì đều trải qua một cú sốc tinh thần cực lớn. Cú sốc tinh thần đầu tiên đó là hàng ngày thì vẫn được xã hội, vẫn được những người xung quanh rất là ghi nhận, tôn trọng và quý trọng. Thì ngay sau khi mà có thông tin nhân viên y tế, có thông tin người của bệnh viện bị mắc bệnh, thì ngay lập tức là xã hội, hàng xóm và những người xung quanh trở nên những người kỳ thị, và coi nhân viên y tế, coi những người bác sĩ như chúng tôi là nguồn nguy cơ lây nhiễm, thậm chí là người ta hạn chế, thậm chí người ta cấm những người xung quanh tiếp xúc. Con cái đi học, con cái chúng tôi đi học, người ta cũng không cho, người ta cũng hạn chế tiếp xúc, và người ta yêu cầu những tổ dân phố, những cái người xung quanh phải có biện pháp để cách ly, mặc dù chúng tôi hoàn toàn không bị bệnh. Khi kiểm tra đến 2 lần, thậm chí 3 lần, một số người 5 lần vẫn âm tính.
Tuy nhiên là khi mà chúng tôi bị cách ly một cách đột ngột, hoàn toàn không có sự chuẩn bị. Thông thường cán bộ y tế cũng có trực, nhưng mà cái trực đó thì cái sự chuẩn bị nhu yếu phẩm, chuẩn bị quần áo hay là chuẩn bị tâm lý thì chỉ trong một thời gian rất ngắn, chỉ được 1 đến 2 ngày thôi. Nhưng đợt dịch tôi đột ngột bị cách ly một thời gian rất dài, và rất nhiều người cũng có con nhỏ ở nhà, rất nhiều người có gia đình ở nhà, rất nhiều người cháu bé đang đi học, thì đột nhiên chúng tôi gần như không được tiếp xúc với gia đình, cũng không được dạy dỗ các cháu. Và cái khoảng cách đó là khoảng cách thực sự khó khăn đối với tất cả chúng tôi trong thời gian cách ly. Và hàng ngày thì vẫn tiếp xúc với nhau qua Internet, qua điện thoại thông minh. Tuy nhiên là cũng không thể nào bằng cái việc mà mình tiếp xúc với gia đình mình hàng ngày. Và chúng tôi nhận thấy là cái việc mà ở lại trong môi trường bệnh viện, chúng tôi sẵn sàng. Và chúng tôi 100% gần như cán bộ thì đều có nguyện vọng được tham gia ở lại công tác chuyên môn. Nhưng cái điều mà chúng tôi trăn trở nhất đó là cái tâm lý khi mà mình bị coi là cái đối tượng nguy cơ, đối tượng lây nhiễm, và mình phải cách ly với những người thân yêu của mình. Thật sự là khi mà mình nghe cái đoạn chia sẻ này thì cảm thấy rất là bất ngờ, tại vì là mình mới nhận ra là cái hình ảnh của bác sĩ khi mà mình chỉ đọc trên báo đài thì mình cảm thấy bác sĩ vẫn đang rất là được xã hội kính trọng, thậm chí là tôn vinh như những người hùng sau cái đại dịch này. Tuy nhiên thì đến khi mình nghe, mình biết được cái vấn đề của những người thân, những người gần gũi với các bác sĩ, thì mình thấy là thật sự họ cũng đang gặp phải rất là nhiều những cái kỳ thị, những cái phân biệt đối xử, không phải với họ mà còn là gia đình, còn là con cái. Thì có lẽ là đối với bất kỳ con người nào họ cũng sẽ cảm thấy đây là một cái nỗi buồn. Thì không biết là bác sĩ cảm thấy là cái nguyên nhân nào nó gây ra những cái vấn đề kỳ thị này ạ? Thật sự thì cái vấn đề kỳ thị là nó luôn luôn nằm ở trong mỗi người, mỗi người có, nhưng mà nó lúc nào cũng bộc lộ ra mà thôi. Mà trong cái đại dịch COVID-19 này thì tại sao nó lại có cái sự kỳ thị đó? Hễ mà một cái người mà được càng tôn vinh quá, được nhiều người nhắm nghĩa quá, và có một cái sự liên hệ rất là chặt chẽ đến cái sức khỏe của những người khác quá, thì khi mà họ có những cái trục trặc gì đó thì người mà có cái sự liên hệ đó họ dễ kết nối với những cái chuyện khác, trong đó có chuyện trị thị. Thế thì cái người bác sĩ lúc đầu họ được tôn vinh vì lý do là họ làm cái nhiệm vụ là bảo vệ và chăm sóc cái sức khỏe cho con người ta. Thế thì bản thân họ phải là chỉnh chu, bản thân họ phải là khỏe theo cái cách nhìn của người ta là như vậy, và bản thân họ đó chỉ làm một cái nhiệm vụ là phụng sự, đem đến cái gì đó khỏe, đem đến cái gì đó tốt, đem đến cái gì đó rất là đẹp cho cái người khách hàng, hay là cho cái người bệnh nhân, hay là cho người nhà của họ thôi. Thì bây giờ nếu như cái người bác sĩ đó đem đến cái gì đó mà cảm thấy nó không có được an toàn, hay là mình nhìn lại cái là đem đến cái gì nó không thuộc về cái nhu cầu cho cái người dân theo cái cách nhìn của Maslow đó, thì người ta sẽ cảm thấy là cái nhu cầu của người ta bị ảnh hưởng. Và chính cái nhu cầu bị ảnh hưởng đó thì người ta cảm thấy là người ta không có thỏa mãn được cái quyền lợi của người ta, kể cả về mặt sức khỏe, thể chất, tâm lý và xã hội. Cho nên họ cảm thấy là cái nhu cầu mà bị ảnh hưởng thì bắt đầu là họ có ý kiến. Có ý kiến đầu tiên là họ phải nhìn nhận trước, họ nhận thức được rằng ô, hình như cái bác sĩ này ảnh làm cho cái nhu cầu của mình bị ảnh hưởng. Ảnh đem đến cái sự không an toàn cho mình một cách gián tiếp hay trực tiếp, vì lý do ảnh làm ở trong cái bệnh viện đó, khi ảnh mang virus về ảnh đưa cho tới cộng đồng, như vậy là cái sự an toàn của họ bị phá vỡ hay là bị đe dọa. Cho nên là họ cảm thấy là họ lo, họ lo là đúng, vì lý do là cái an toàn của họ nó bị đe dọa. Và thật sự cái anh bác sĩ mà anh làm trong cái môi trường đó, đặc biệt là bác sĩ mà chuyên về nhiễm, bác sĩ chuyên về cấp cứu, bác sĩ chuyên về hồi sức, họ tiếp cận đến những cái người bệnh nhân đó thì họ có khi họ sẽ vướng hay là họ bị nhiễm vào cơ thể họ, có nhiều khi nó nhiễm mà nó chưa có triệu chứng, đến khi họ mang về nhà thì có khi nó lây cho cái người nhà của họ và lây cho cộng đồng. Cho nên họ có một ý thức bảo vệ cho chính họ, cho nên là họ mới lo lắng, và chính cái lo lắng đó trong cái nhận thức của họ nó mới đưa đến cái chuyện mà họ phản ứng lại, cái thái độ của họ là sợ sệt, cái thái độ của họ là nghi ngờ, và nó đưa đến cái hành vi là kỳ thị.
kỳ thị là thôi, tôi tránh xa ảnh ra cho rồi, để cho nó an toàn. Chứ nếu mà tôi ở gần nữa, không biết là tôi bị mắc khi nào. Những cái chia sẻ của bác sĩ vừa rồi thì cũng giúp cho em hình dung được rõ hơn một cái điều là trong cái đại dịch Covid-19 này thì không những là các y bác sĩ họ phải đối mặt với bệnh dịch mà họ còn phải xa gia đình, xa con cái, và đồng thời là họ nhận những cái kỳ thị của rất là nhiều người trong cộng đồng, thì cái điều đó nó có thể gây ra những cái nguy cơ sang chấn tâm lý không nhỏ đối với các bác sĩ. Và thật sự là lúc đầu mình cứ nghĩ là cách ly thì nó cũng không phải là vấn đề gì lắm, nó cũng là đơn giản là mình ở trong một cái khu như vậy thôi, nhưng mà khi mà mình nghe thì mình thấy là cái vấn đề cách ly thật ra những cái hậu quả của nó có thể sâu xa hơn. Tại vì là các bác sĩ thậm chí khi họ đã có kết quả là họ không có bị bệnh rồi, họ trở về cộng đồng thì vẫn tiếp tục gặp những cái vấn đề là mọi người không có muốn tiếp xúc, tại vì để cho họ, những người xung quanh được an toàn nhất, thì theo bác sĩ là những cái kỳ thị như vậy thì nó có thể gây ra những cái ảnh hưởng nào về mặt sức khỏe, về tinh thần cho các y bác sĩ, cho các nhân viên y tế ạ? Nói về cái sự sang chấn tâm lý của cho những người bác sĩ thì thật sự là không chỉ riêng gì cái kỳ thị, cái người bác sĩ họ chịu nhiều cái chuyện đó. Bây giờ mình nói cái chuyện riêng cái chuyện kỳ thị thôi, thì mình thấy rằng khi mà kỳ thị như vậy, cái người bác sĩ họ cũng là con người, họ cũng có những cái nhu cầu nhất định của họ, giống như nãy mình chia sẻ. Ngoài cái nhu cầu theo Maslow đó thì họ còn có thêm cái gọi là trách nhiệm đối với nghề nghiệp, cho nên bản thân họ tự đặt mình vào trong một cái tinh thần trách nhiệm đó, và cái nhu cầu của họ cũng giống như những người khác, rồi bây giờ thêm cái trách nhiệm đó nữa thì họ cảm thấy rằng họ tương tác với xã hội. Nhưng mà có một số anh em ấy, họ đưa ra một số những cái slogan đó là tôi làm vì bạn, bạn ở nhà vì chúng tôi trong cái thời gian giãn cách. Khi mà cái người được chăm sóc hay là người dân ngoài cộng đồng đó khi được chăm sóc bằng cách này cách nọ thì cần thiết phải có một cái sự tương tác ngược trở lại cho nó phù hợp. Còn nếu như anh đã không có thực hiện những cái phương pháp phòng ngừa mà anh còn lại còn kỳ thị nữa, thì làm cho cái người bác sĩ họ cảm thấy rằng, hay là người nhân viên tới họ cảm thấy rằng thôi tôi đi làm việc các anh nhưng mà bây giờ các anh không có thực hiện, đó là một chuyện. Cái thứ hai nữa là sinh rẻ của tôi nó đại không hỗ trợ những tôi lại còn là cảm thấy là chúng tôi nó giống như là một cái nguồn lây gì đó, thì thật sự là người ta cảm thấy mặc cảm chứ, người ta cảm thấy tủi thân chứ, ai cũng vậy mà, đấy là con người mà. Rồi bây giờ là họ tủi thân thêm một cái chỗ nữa là gì, bản thân của họ đã bị cách ly, họ không được gần gũi với gia đình trong một khoảng thời gian khá dài, nhiều khi bị anh em hay nói là bị bắt cóc bỏ vào trong đó, mình chưa có chuẩn bị gì hết một cách rõ ràng nữa, tự nhiên là vô trong cái khu cách ly. Tất nhiên cũng có một số nơi họ có những cái kế hoạch trước, nhưng có một số người thì lỡ đùng cái là họ vô cái khu cách ly đó luôn, cho nên là cái sự chuẩn bị ngay từ đầu nó không có, cho nên là họ rất là hoang mang, cũng giống như những người khác thôi, họ hoang mang. Trong cái tinh thần hoang mang đó, bây giờ thêm cái kỳ thị nữa thì nó giống như là đổ dầu vô lửa vậy đó. Đối thì họ sẽ càng dễ bị hay dễ bị sang chấn hơn. Và không phải một cái thời gian cách ly ngắn. Cách đây 3 ngày, tôi có gặp một cái anh bác sĩ. Cái anh bác sĩ này là trưởng khoa nhiễm. Khoa của ảnh là có trưởng khoa và người phó khoa. Và ảnh là một cái người phụ trách một cái bệnh viện cách ly của một tỉnh. Thế thì anh vô đó là cách ly đầu tiên là 2 tuần, sau đó thì giao cho cái anh phó khoa 2 tuần trước. Nhưng mà 2 tuần đó nếu như có một người dương tính, có người dương tính, ảnh tiếp cận với người bệnh, ảnh trở thành F1, thì anh tiếp tục cách ly 2 tuần nữa. Như vậy thì không phải chỉ có 2 tuần, nhưng mà anh không biết từ lúc nào anh ra khỏi cái khu đó, cho nên ảnh rất là hoang mang. Như vậy bản thân ảnh hoang mang, ảnh bị căng thẳng như vậy, rồi bây giờ thêm một cái kỳ thị nữa giống như là đổ dầu lửa nữa, thì ảnh sẽ cảm thấy là rất dễ bị sang chấn. Mà mình biết rồi, nếu một người nào đã từng có cái sang chấn sẵn, một người đã từng làm ở trong một cái môi trường mà họ bị stress được cái căng thẳng sẵn, thậm chí họ đã có cái lo âu sẵn, bây giờ là thêm cái này vô nữa thì nó sẽ có thể nó bộc lộ ra. Thế thì bữa đó tôi gặp ảnh sau một cái đợt này, 1 tháng ảnh ra khỏi cái phòng đó, ngồi uống ăn uống chung như thế này, thì cái anh bạn kia nói mày ra bao lâu rồi, nói ra 1 tháng rồi, vậy thì còn ngồi được, chứ còn mày mà ngồi ra khoảng nửa tháng là có đủ mày về, tao không cho mày ngồi chung bàn đó. Bạn bè đó là như vậy đó, đó là một cái câu chuyện rất là thật. Như vậy thì cái kỳ thị đó nó sẽ dễ làm cho người ta sang chấn. Bạn bè nói chứ thì còn có thể là mình còn dễ chấp nhận được,
và nói đùa như vậy thôi, nhưng mà trong cái đùa đó có khi nó làm cho họ bị tổn thương. Chưa kể là gì, bản thân cái mấy người bác sĩ mà họ có chuyên khoa đó, họ đọc nhiều lắm, họ cố gắng họ đọc những thông tin để họ hiểu thêm. Thế thì cái những thông tin không phải là ai cũng là đã từng biết về cái nhiễm này, họ ở chuyên khoa khác, nhưng mà trong cái thời điểm này họ bắt buộc họ phải đọc cái nhiễm đó để mà họ biết được những thông tin này, rồi họ được huấn luyện thêm về cái chuyện mà liên quan tới cái đợt COVID-19 này nữa. Cho nên là nhiều thông tin nó du nhập vào, rồi gì nữa, họ đọc những cái kiến thức y khoa mà thậm chí là những cái nghiên cứu về cái chẩn đoán và điều trị, và đó được gọi là Bible của kinh thánh của y khoa. Nhưng nó cho những cái kết quả mình đọc mình cảm thấy là mình cũng hơi nghi ngờ về cái kết quả đó ở trong cái tài liệu khoa học đó. Cái sự mất niềm tin đó cũng gây cho họ những cái căng thẳng, và chính cái căng thẳng đó làm cho sang chấn thương. Ví dụ mình nói chloroquine điều trị, azithromycin điều trị cho COVID-19 có được hay không, lúc đầu cũng lâu rồi kia, sau đó nó không có hiệu quả gì hết. Đeo khẩu trang hay không đeo khẩu trang ở một cái đất nước, những cái đất nước mà nó được gọi là thượng cấp của y khoa, ví dụ Mỹ hay là các nước châu Âu, thì nghe nói đeo khẩu trang là nó rất là khó chịu, rất là khó chịu. Trong khi là mình ở đây mình có nên đeo hay không. Như vậy thì khi mà đưa ra hai cái chuyện đó tranh cãi qua lại thì những người bác sĩ họ cũng lúng túng, họ không biết phải giải thích với người bệnh nhân như thế nào. Như vậy nếu mà họ không đeo thì cái người bệnh nhân hay là cái người khách hàng hay là cái người ngoài cộng đồng người ta lại kỳ thị, tại sao ông mà không có khả năng lây mà ông không có đeo khẩu trang. Mà trong khi ta nói đeo khẩu trang thì cũng không ngừa được COVID bao nhiêu đâu, cho nên bác sĩ là cũng không biết như thế nào để mà vậy. Như vậy thì cái sự kỳ thị của cái người ngoài cộng đồng nó đến từ nhiều cái phía, và không chỉ có cái kỳ thị đó mà cái người thầy thuốc, đặc biệt là những người bác sĩ, mà đặc biệt là những người bác sĩ mà ở trong cái khu vực liên quan tới COVID-19 mà có khả năng nhiễm nhiều á, thì họ rất là dễ bị sang chấn. Dạ, rất là cảm ơn bác sĩ đã có những cái chia sẻ để mình thấy rõ hơn những cái vấn đề mà các bác sĩ thường phải gặp phải. Thật sự nó giống như là mình vén một cái bức màn lên để mình biết được là ở bên trong những cái tâm tư, những cái tình cảm của các bác sĩ nó như thế nào. Và có lẽ là cái điều mà em cảm thấy tâm huyết nhất đó chính là mình phải đối xử với bác sĩ một cách rất là công bằng. Tức là mình không nhìn họ như những vị thánh, như những thiên thần mà không có một cái khả năng nào bị ảnh hưởng hết. Và chính các bác sĩ thì mình cũng thấy là trong những cái tất bật mỗi ngày có thể là họ cũng quên đi mất là chính mình cũng đang có những cái vấn đề. Thì khi mà bác sĩ chia sẻ thì mình thấy cái điều này rõ hơn. Và đồng thời thì em cũng thấy là các y bác sĩ họ cũng rất là cần cái sự hỗ trợ của cộng đồng, của xã hội trong cái việc sức khỏe tinh thần. Đó là những cái chia sẻ mà em nghĩ là nó cho mình thấy là mình cần phải trân trọng những cái nỗ lực, những cái hỗ trợ của các bác sĩ âm thầm đằng sau cái những cái lớp bảo hộ, đằng sau những cái khẩu trang. Và bây giờ thì để mình biết được là những cái hỗ trợ như thế nào từ mặt xã hội, từ mặt cộng đồng thì sẽ tốt nhất cho các cái nhân viên y tế, cho các y bác sĩ, thì chúng ta sẽ cùng nghe những cái chia sẻ của bác sĩ Mẫn trong phần tiếp theo của chương trình, sau khi mà chúng ta sẽ có một thời gian để giải lao các bạn ha. Các bạn ơi, nãy giờ thì chúng ta đã có những cái chia sẻ để biết thêm về những cái vấn đề mà các bác sĩ gặp phải trong cái suốt cái mùa dịch COVID-19 thì cũng hơi là căng thẳng một xí. Cho nên bây giờ thì mình sẽ dành thời gian để cho một câu đố vui nha, để thay đổi không khí một chút. Thì hồi nãy khi mà chúng ta trao đổi với bác sĩ thì có nhắc đến một cái cụm từ hỗ trợ xã hội. Thì tiếng Anh của cụm từ này là social support. Thì đố các bạn là những cái hỗ trợ về mặt thông tin, tức là cung cấp những cái thông tin cho người ta khi người ta cần biết một cái điều gì đó, thì có thể xem là hỗ trợ xã hội không? Thì A đó là có và B là không. Chào các bạn đang nghe podcast Chuyện Tâm Lý series đặc biệt Thế Giới Của Chúng Ta Những Ngày Covid, được thực hiện bởi dịch vụ tư vấn và giải pháp tâm lý Sài Gòn Sci-Hub, phối hợp cùng ứng dụng sách nói và podcast Voice FM. Để tìm hiểu thêm về tâm lý, các bạn có thể truy cập Facebook Sài Gòn Sci-Hub hoặc website sci-hub.vn. Đường dẫn được để trong phần thông tin mô tả của podcast này.
Xin chào các bạn đã quay trở lại với Chuyện Tâm Lý. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giải câu đố nha. Câu trả lời của các bạn là gì? Thì bây giờ Châu sẽ lặp lại cái câu đố một lần nữa để chúng ta cùng biết nha. Đó là đố các bạn những cái hỗ trợ về mặt thông tin, tức là cung cấp thông tin cho người cần biết một điều gì đó thì có thể được xem là hỗ trợ xã hội, social support hay không? A là có và B là không. Và bây giờ thì rất là mong bác sĩ Mẫn có thể giải đố câu hỏi này ạ. Thì cái đáp án này là có. Như vậy thì hỗ trợ xã hội nó là một việc rất là quan trọng ở trong cái đời sống xã hội. Là hành động có chủ đích giúp đỡ và hỗ trợ người khác vượt qua một cái giai đoạn khó khăn hoặc một vấn đề rắc rối nào đó. Ví dụ như là bạn bè giúp nhau học tập, người mẹ cho lời khuyên trong cái chuyện tình cảm, hay là các tổ chức từ thiện giúp đỡ người nghèo trong những cái thời điểm khó khăn. Như vậy, cái hỗ trợ xã hội đó nó bao gồm cả cái hỗ trợ thông tin, hay nói khác hơn là cái hỗ trợ thông tin nó cũng là một cái hỗ trợ xã hội. Và hỗ trợ xã hội thì nó thường được phân làm bốn cái loại hành vi, gồm có hỗ trợ cảm xúc, hỗ trợ vật chất, hỗ trợ thông tin, hỗ trợ khen ngợi. Ở đó thì cái người hỗ trợ sẽ cung cấp lời khuyên, khuyến nghị những thông tin cho người khác với mục đích giúp đỡ. Ví dụ như bác sĩ cung cấp thông tin về COVID-19 và các hướng điều trị, hay là cái tiến trình điều trị, hay là cái cách thức phòng ngừa, được vân vân, thì đó chính là những cái hỗ trợ thông tin và đó chính là cái hỗ trợ xã hội. Và hỗ trợ xã hội nó rất rất là quan trọng trong cái thời buổi hôm nay, đặc biệt là trong cái công tác phòng và kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 này. Ở trong bốn cái mục hỗ trợ xã hội thì tôi muốn lưu ý tới cái hỗ trợ về mặt vật chất. Bây giờ các anh bác sĩ là anh bị nhốt ở trong cái khu cách ly. Cái thứ hai, bây giờ là giãn cách xã hội cho nên là hành nghề dược tư nhân là 14 ngày không có làm. Thì ảnh hưởng đến kinh tế họ. Cái này nó rất là rõ. Cho nên là các bác sĩ hay là các nhân viên y tế, ngay cả điều dưỡng họ chăm sóc tại nhà, hỗ trợ về mặt kinh tế, hỗ trợ về mặt vật chất cũng rất rất là cần thiết đối với lại các nhân viên y tế nói chung. Ví dụ như bệnh viện của tôi chẳng hạn, bệnh viện có cái chính sách để làm sao cho cái nguồn thu không bị giảm, thì nó mới tạo điều kiện cho cái người nhân viên y tế, họ mới toàn tâm toàn ý, họ mới làm việc một cách nó hiệu quả hơn. Thì đó là một cái chính sách của một bệnh viện. Tôi nghĩ thì các cái bệnh viện khác cũng nên có những chính sách, thậm chí là hỗ trợ của ở phía bên ngoài của cái khuôn viên của bệnh viện, hay kể cả những chính sách chung, nó cũng có thể giúp cho cái người nhân viên y tế vượt qua được cái khó khăn này. Rất là cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ từ một câu đố, nhưng mà thật sự đã cung cấp được rất là nhiều thông tin. Trong quá trình mà Sao Hấp đi phỏng vấn các bác sĩ cũng có nghe những cái chia sẻ về cái mặt là họ cũng có những cái khó khăn về mặt kinh tế chứ không phải là không. Thì đây cũng là một cái khó khăn mình nghĩ là chung của toàn cảnh xã hội và kể cả trong ngành y, mà thật sự là rất ít người nhắc đến cái điều này. Thì không biết là một cái câu hỏi hơi cá nhân một tí, là khi mà bản thân bác sĩ gặp những cái khó khăn, những cái trăn trở hay là stress, thì lúc đó bác sĩ sẽ làm như thế nào, hay là có tìm những cái nguồn giúp đỡ nào không ạ? Tôi có nhiều cách để mà tôi giải quyết cái vấn đề này, nhưng mà cái cách của tôi thì có khi nó không có phù hợp với những người khác. Với cái cách nhìn của dân tâm lý thì sẽ phải đi từng người, trên cái tình huống của người đó, họ vướng cái gì, họ đang trục trặc cái gì ở trong cái hoàn cảnh của họ. Riêng cái cách của tôi thì là cái gì? Số 1 là tôi thực hiện những cái hướng dẫn của Bộ Y tế một cách chặt chẽ. Và cái thứ hai nữa là tôi chỉ sử dụng cái thông tin của Bộ Y tế để mà cung cấp cho mọi người trong cái đợt dịch COVID-19 này. Trong suốt một cái khoảng thời gian khá dài, mặc dù tôi là lên Facebook rồi rất nhiều, nhưng những cái thông tin liên quan tới COVID-19 là tôi chỉ cung cấp duy nhất một cái thông tin chính thống của Bộ Y tế, mà của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long. Chỉ có cái đó duy nhất thôi, để cho nó có một sự xuyên suốt. Đó là cái cách của tôi. Như vậy thì khi mà mình tham khảo cái thông tin chính thống đó, mình cảm thấy mình an lòng, mình cảm thấy mình yên tâm, mình cảm thấy đây là mình có được một cái chỗ dựa một cách chính xác để mà mình có thể nhận thức đúng, rồi mình có cái thái độ mình không có sợ sệt, cho nên mình có một cái hành vi là mình sẽ thực hiện theo cái niềm tin đó, rồi đồng thời là mình chia sẻ cho những người khác. Như vậy thì mỗi thứ tư hàng tuần thì tôi được phòng công tác xã hội mời nói chuyện với lại nhà của người bệnh về trạng thái tâm lý xã hội liên quan tới cái đợt dịch COVID-19 này. Như vậy thì cái cách mà tôi hiểu từ Bộ Y tế chính thống như vậy, tôi chia sẻ được với người khác, thì chính cái sự chia sẻ đó nó làm cho tôi cảm thấy tôi thoải mái, mà nó củng cố thêm cái niềm tin của mình, và cái sự lan tỏa trên cái kiến thức của mình
cho cộng đồng như vậy thì tôi cảm thấy là tôi hạnh phúc. Cũng là một cách nè. Thứ nhất, mình vừa ôn bài. Thứ hai, mình vừa củng cố cái niềm tin của mình về cái đường hướng phòng chống dịch. Thứ ba, mình cũng có được cái điều kiện để mình cập nhật thông tin một cách chính xác để mình không có nghe những cái thông tin lan man làm cho mình rối trí thêm. Thứ tư, mình cung cấp những thông tin như nãy mình nói cái hỗ trợ thông tin mang tính chất là tích cực đến với cộng đồng thì tự động là nó sẽ làm cho mình cảm thấy hứng khởi hơn. Chứ còn mình cung cấp những thông tin ôi chết quá trời rồi kia thì làm người ta sợ, mình cũng sợ theo. Vậy thì những cái động tác đó đó là chia sẻ thông tin, hỗ trợ thông tin, đó là cái cách thức mà tôi làm. Còn lại thì cái cuộc sống của mình cũng giống như những người khác, mình cũng tham gia giải trí cùng với lại alo gọi bạn bè thăm hỏi người này người kia ở các nước khác đang ở trong cái dịch ví dụ như Mỹ. Rồi mình cũng đến những cái chỗ nào mà vắng vẻ, ví dụ công viên hay là ngoài đồng, mình chụp hình rồi sau đó mình làm thơ để giảm stress. Đó thì đó là cái cách của mình. Okay, thì đó là tất cả những cái thứ mà tôi có thể tôi làm để mà có thể vượt qua cái đợt này. Nhưng mà tôi nhấn mạnh cái điểm quan trọng mà tôi cảm thấy là thích thú, đó là tôi chia sẻ được cái thông tin về cái cộng đồng. Dạ, rất là cảm ơn bác sĩ. Thì thật sự mình cũng hiểu là mỗi người sẽ có những cái cách khác nhau để phù hợp với họ. Nhưng mà khi mà nghe những cái chia sẻ của bác sĩ thì đó cũng là một nguồn tham khảo mà những nhân viên y tế, các y bác sĩ khác cũng có thể là tham khảo, hoặc là chính những bạn thính giả nghe ngày hôm nay thì các bạn cũng có thể nhìn thấy một cái cách mà chúng ta có thể giảm stress, không phải là mình thu mình lại mà mình sẽ chia sẻ, mình sẽ được bước ra bên ngoài nhiều hơn. Thì cái điều đó nó cho thấy được cái tầm quan trọng của việc là mình hỗ trợ xã hội như thế nào và mình được xã hội hỗ trợ lại như thế nào. Thì bây giờ cũng mời các bạn mình nghe cái phần chia sẻ thứ ba của một điều dưỡng ở một bệnh viện về cái vấn đề là chị đã được bệnh viện hỗ trợ và có những cái chuẩn bị về mặt xã hội như thế nào, về mặt tâm lý như thế nào để rất là khí thế, rất là sẵn sàng để có thể bước vào cái trận chiến đối với dịch COVID-19. Ở bệnh viện em thì là bản thân khoa nhi chúng em nhường một số phòng của khoa cho những bệnh nhân lây nhiễm của khoa truyền nhiễm, họ điều trị tại đó. Còn lại là khu truyền nhiễm của bệnh viện là dành riêng cho cách ly. Thế nên là lúc bấy giờ là khoa nhi phải mất một buổi là tại lại là sinh hoạt chung với khoa khác để nhường toàn bộ khoa nhi. Cái lúc mà bắt đầu bùng dịch thì đứng ra là mà nói là không ai nói ra đâu chị ạ. Yeah. Nhưng mà cũng vẫn có những người bất an, lo chứ sao không lo được. Yeah. Nhưng mà có điều là sau khi được ủy ban lãnh đạo rồi được cập nhật kiến thức, cũng được hiểu thêm về COVID và cũng chuẩn bị chắc chắn hơn, thì trẻ em cũng đã thấy là bây giờ cuộc sống của chúng em là đã bình thường chị ạ. Yeah. Ban đầu lãnh đạo chọn một vài người ở trong khoa để đi vào khu cách ly. Yeah. Sau đó thì có trong một cuộc giao ban, lãnh đạo có bàn giao ban là anh chị em chuẩn bị tinh thần 24/24. Bất cứ lúc nào bây giờ không chỉ ưu tiên mỗi người ra và nuôi con nhỏ, còn lại là bất cứ lúc nào mà cũng phải có sẵn sàng chiến đấu. Thì nói chung là anh em cũng vẫn sẵn sàng. Thậm chí có những người đã chuẩn bị sẵn sàng quần áo để lỡ mà có phải gọi lên đường là cũng phải lên đường để đi vào khu cách ly. Có người này còn thích cơ. Có người này xung phong cơ. Chúng em là có người xung phong. Thế nên là thực ra mà nói thì chúng em không một khoa nào, không một đơn vị nào và không một vị trí nào dừng làm việc bất cứ ngày nào cả. Khi mà mình nghe cái chia sẻ của chị điều dưỡng này thì mình sẽ thấy một cái tinh thần rất là khác, rất là tích cực và rất là hào hứng. Thì cái điều này cũng cho thấy là khi mà các y bác sĩ, nhân viên y tế mình đều có cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt tâm lý khi mà bước vào trận chiến, thì không phải là cái sự chuẩn bị chỉ là về mình sẽ
chuyên môn như thế nào, mà nó còn là về việc là mình có thời gian để chuẩn bị trang thiết bị rồi chào gia đình, hay là để bước vào đó và hiểu là vào trong khu cách ly thì mình sẽ gặp những cái vấn đề như thế nào, thì rõ ràng là cái việc mà họ tiếp nhận nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Cho nên là em cũng muốn hỏi bác sĩ là bác sĩ nghĩ là cái xã hội và cộng đồng mình thì có thể cung cấp những cái hỗ trợ như thế nào về mặt chăm sóc sức khỏe tinh thần cho các y bác sĩ không? Thật sự thì mình nói cái chăm sóc sức khỏe, nếu mà chỉ dồn cho cái ngành y tế không thì nó không đúng. Vì sức khỏe nó chính là vấn đề xã hội. Cái người làm ở trong ngành y tế hay là cái ngành y tế nói chung là chịu trách nhiệm chính. Tuy nhiên, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về cái sức khỏe của mình. Nếu mà nói cái hỗ trợ xã hội như thế nào thì thật sự là một cái câu hỏi rất là lớn. Cái hỗ trợ xã hội này giống như nãy mình nói là nó có bốn cái nhóm, từ cái chuyện là hỗ trợ thông tin, hỗ trợ vật chất, hỗ trợ cảm xúc, hay là có những sự khen ngợi. Thì ví dụ mình nói là mình thấy là cái nước Tây Ban Nha thì chẳng hạn, hay là Pháp và vân vân, họ người dân họ bị cách ly, thế thì họ đứng ở bên cửa sổ là họ vỗ tay, họ khen ngợi, họ kêu gọi mọi người ủng hộ bác sĩ để tỏ một cái tấm lòng đối với lại người bác sĩ và cái nhân viên y tế để chăm sóc COVID-19, thì đó là một cái hỗ trợ khen ngợi. Và cái đó nó giúp cho cái người bác sĩ hay là người nhân viên y tế họ sẽ phấn khích, giống như mình dạy con của mình á, mình khuyến khích nó thì nó sẽ hứng khởi, nó làm tốt hơn. Thì bác sĩ cũng vậy thôi, nhân viên y tế cũng vậy thôi. Như vậy hỗ trợ khen ngợi từ phía mọi người ở trong cộng đồng đối với nhân viên y tế là cái điều cần thiết. Mà cái đó là dễ nhất, cái lời khen đó là dễ nhất, cứ khen bằng nhiều cách. Ở trong bệnh viện của tôi hay là một số những bệnh viện khác đó, thì các bạn đoàn viên thanh niên họ đề nghị là mọi người sẽ học cái cách khen cái nhân viên y tế như thế nào, thì tự động các bệnh nhân họ được phát những cái hình trái tim, họ viết lên đó những cái câu khen ngợi như thế, thì đó là cũng là người ta đọc cái đó người ta cảm thấy là hứng khởi, người ta cảm thấy là có một cái cảm xúc nhất định, và họ truyền thêm những năng lượng tích cực để mà họ có thể là có một cái đời sống tinh thần họ tốt hơn, để họ dấn thân vào những công việc khó khăn. Đó là thứ nhất về mặt hỗ trợ khen ngợi. Cái hỗ trợ thứ hai là hỗ trợ về mặt thông tin, hỗ trợ thông tin. Thế thì ví dụ như là gì, bây giờ mình gặp ở đâu đó có một, ở ngoài cộng đồng mình gặp ở đâu đó có người nào đó mà họ bị dương tính, hay là họ đi từ nước ngoài về, thì người dân mình cũng đã từng làm rồi, người dân hỗ trợ là báo cáo dùm tôi một cách chính xác đi. Cái hỗ trợ đó nó giúp cho cái việc kiểm soát của Việt Nam của mình trong cái dịch đợt này rất là tốt. Chứ còn bạn sử dụng những thông tin không chính thống, thông tin trái chiều, phản bác những cái chương trình mà phòng chống COVID-19, hoặc là những cái thông tin mà nó đem đến những cái hệ lụy nó không tốt, thì cái đó chính là đi ngược với lại cái sự hỗ trợ. Trong cái hỗ trợ về mặt vật chất đó, thì mình thấy có một cái hỗ trợ lớn từ giáo sư Thọ ở Nhật đã tặng cho Việt Nam 2.000 cái máy thở. Như vậy thì mình thấy cái nguồn máy thở lớn như thế này nè, thì nhân viên y tế họ rất an tâm. Chứ còn nếu giả sử như mà nhiều người bị thở máy quá, nhiều cái bệnh nhân nặng quá, mà trong tay mình biết là cơ số máy thở đó nó không có, thì thật sự là bác sĩ họ rất là hoang mang. Ngay cả giả sử như không có nguồn máy thở đó, người ta biết được trong bệnh viện người ta hiện tại là có bao nhiêu máy thở, hàng ngày đây là thở máy còn không đủ nữa mà. Có những trường hợp, có những bệnh viện là phải bóp bóng nữa mà. Rồi bây giờ mà có thêm một số lượng bệnh nhân lớn như vậy mà không có máy thở thì người ta lo lắm. Rồi nó bây giờ không biết là nó chết như thế nào. Máy thở là một cái nguồn vật chất lớn. Thứ hai là cơ sở để mà dung chứa những người bị cách ly. Rồi ví dụ như là cơ sở của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ở trường đã để nguyên một cái khu vực đó để cách ly ở trong một khoảng thời gian dài. Đây là một sự hỗ trợ rất lớn. Rồi những cái cơ sở cách ly ở các quận, các tỉnh, lẽ ra người ta cũng làm ra tiền để, nhưng mà bây giờ là để dành ở trong bệnh viện chia sẻ một cái số giường hay là nguyên một cái khu vực để dành riêng cho những người mà có thể nhiễm COVID-19, dành một cái cơ số thuốc riêng và các cái dụng cụ riêng để cho những người có khả năng bị nhiễm COVID-19. Chỗ đó chưa có một người nào bị nhiễm COVID-19, nhưng cái chỗ đó để trống vẫn là để dành riêng hỗ trợ về mặt vật chất để chuẩn bị cho nếu giả sử như có những ca nhập vào thì có được cái sự chăm sóc một cách chuyên.
đó theo đúng những cái hướng dẫn của Bộ Việt Nam phòng chống dịch COVID-19. Thì ở đây mình nói về máy thở, về cái cơ sở vật chất tại Dung Chứa. Ngoài ra cái hỗ trợ, mình thấy có những hỗ trợ rất là xúc động. Đó là cái chương trình tặng khẩu trang cho người dân, hay là tặng khẩu trang cho nhân viên y tế, thậm chí là gửi khẩu trang tặng cho nước bạn. Đây là sự hỗ trợ đó. Cái cuối cùng là cái hỗ trợ cảm xúc ở trong cái hỗ trợ về xã hội. Cảm xúc ở đây thì mình nói, cái hỗ trợ ở đây là những sự thấu cảm lẫn nhau. Thế thì cái người ở cộng đồng, mình tương tác với cái người bệnh nhân y tế, thì nên có một sự đồng cảm. Người ta cũng giống như mình, người ta cũng có gia đình, cũng có những nhu cầu nhất định. Nhưng mà người ta làm ở trong cái công việc đó, đó là một sự khó khăn. Người ta hỗ trợ cho cái xã hội như vậy, thì mình cũng cần thiết phải thông cảm người ta, và cũng đồng cảm người ta, chứ đừng có kỳ thị đó. Như vậy thì cái sự thông cảm, cái sự thấu hiểu chỉ cần một ánh mắt, một cái nụ cười thông cảm, hay là một cái gật đầu, hay là một cái lời cảm ơn, hay là một cái để mà mình có thể chia sẻ với người ta là mình thấu cảm với họ là đủ. Tất nhiên mình không bắt tay nhiều. Bốn cái mặt đó nó là cái nội dung của cái hỗ trợ xã hội đối với lại cái mọi người nói chung, là trong đó có nhân viên y tế. Rất là cảm ơn bác sĩ với những cái chia sẻ rất là có hệ thống, và nó cũng giúp cho thính giả mình có thể hiểu được cái cách hỗ trợ rất là bài bản trên bốn cái nhóm hỗ trợ xã hội. Và ở đây thì em thấy là những cái hỗ trợ này, ví dụ như là hỗ trợ về mặt là đồng cảm với các y bác sĩ, hỗ trợ về mặt là cung cấp những cái thông tin chính xác, hay là hỗ trợ về việc là có những cái lời khen ngợi, và hỗ trợ cả về mặt vật chất, cơ sở vật chất trong bệnh viện, thì không những là mình dùng trong cái giai đoạn mà COVID-19, mà em nghĩ là bất kỳ lúc nào thì nó cũng rất là quan trọng để mình hỗ trợ cho các bác sĩ, tại vì cái áp lực đó chắc lúc nào cũng có. Đối với em thì em nghĩ là bệnh viện là một nơi rất là đặc biệt, tại vì nơi đó thì sẽ chứng kiến người ta sinh ra, chứng kiến người ta có những cái khoảnh khắc bệnh tật, rồi người ta hồi sinh, rồi người ta ra đi nữa. Thì nó có rất là nhiều cái cảm xúc mà hồi đó giờ mình thường mình quan tâm đến bệnh nhân rất là nhiều. Nhưng mà đối với mình nhìn thấy là những người chữa bệnh cho mình thì họ cũng cần được đối xử một cách công bằng, và cần được có cái sự trân trọng hỗ trợ từ mặt xã hội cho cái công tác của ngành y. Thì như vậy thì rất là cảm ơn bác sĩ Mẫu ngày hôm nay đã đến đây để chia sẻ cùng với chương trình. Và nhân đây thì chương trình cũng rất là cảm ơn các anh chị y bác sĩ trong viện y tế đã có những cái chia sẻ rất là mở lòng về những cái gì mà anh chị đã đứng ở tuyến đầu đã phải đối mặt. Thì nếu mà không có những cái sự chia sẻ của bác sĩ Mẫu cũng như các anh chị, thì có lẽ là mọi người sẽ không biết được là ở phía sau cái áo blue trắng đó, ở phía sau những cái khẩu trang đó là những cái tâm tư, những cái tình cảm, những cái băn khoăn như thế nào. Thì rất là mong là ở cộng đồng xã hội của chúng ta khi mà đã nghe cái podcast ngày hôm nay thì sẽ có cái sự chung tay và hỗ trợ nhiều hơn cho lực lượng y bác sĩ. Và đây cũng chương trình này cũng như là một cái lời tri ân mà Sahop muốn gửi đến cho tất cả đội ngũ nhân viên y tế, y bác sĩ vì những cái đóng góp rất là nhiệt thành và cũng như là hy sinh đầy thầm lặng mà các anh chị đã dành cho bệnh nhân, dành cho cộng đồng, dành cho người Việt Nam của chúng ta. Lời cuối cùng thì em cũng rất là mong bác sĩ có một cái thông điệp cuối cùng đối với lại các cái khán giả của mình. Dạ, xin mời bác. Trong cái đợt dịch COVID-19 này thì nó ảnh hưởng đến toàn thế giới, ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Như hôm nay là một cái ngày mình nói về cái đối tượng là nhân viên y tế. Thế thì nhân viên y tế họ cũng có những nhu cầu giống như những gì khác. Thêm vào đó họ có những trách nhiệm của nghề nghiệp của mình. Cho nên là chúng ta đừng có thẩm hóa họ, hay là họ là một người gì đó nó rất là khác người. Như vậy thì đã là một cái người giống như chúng ta thì họ cũng cần được cái sự chia sẻ. Họ cũng cần có những nhu cầu của họ, trong đó có những nhu cầu cơ bản là nhu cầu về an toàn, nhu cầu về được yêu thương, được tôn trọng và được tự do thể hiện mình. Như vậy thì cái người nhân viên y tế, tôi nhắc lại, họ cũng cần được cái sự hỗ trợ nhất định. Chứ không phải là họ chỉ là cái người là chuyên đi hỗ trợ người khác và họ không cần đâu. Như vậy họ cũng thật sự có những người rất là mong manh, dễ vỡ. Họ cũng rất là yếu vẹn khi họ gặp những căng thẳng stress. Và họ làm ở trong cái môi trường căng thẳng stress như vậy thì họ rất là dễ bị tổn thương, dễ bị sang chấn. Cho nên bây giờ nếu như có thêm những sang chấn khác, nếu như có những lời lẽ không tốt,
nếu như có sự kỳ thị xảy ra thì làm cho cái sự tổn thương đó, cái sang chấn đó nó sẽ càng khoét sâu và nó càng lớn hơn nữa. Như vậy thì tôi muốn rằng cả xã hội chúng ta sẽ có một sự công bằng trong cái nhìn nhận về nhân viên y tế, và cái sự tương tác này nó trải qua cái tinh thần hỗ trợ xã hội, nó giúp cho cái người nhân viên y tế họ có thể đứng vững ở trong cái nghề nghiệp của họ bằng cái sức mạnh tinh thần của họ tốt. Cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ Mẫu rất nhiều buổi chia sẻ ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập này cùng Đoàn Bảo Châu và Sai Hope. Xin chào và hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo tại Voice FM. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập này cùng Đoàn Bảo Châu và Sai Hope. Xin chào và hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo tại Voice FM. Để tìm hiểu thêm về tâm lý học, các bạn có thể truy cập Facebook Sài Gòn Sai Hope hoặc website saihope.vn. Đường dẫn được để trong phần thông tin mô tả của podcast này.